Ngài đang ở đây làm gì? Không có gì. Không có gì. Mẹ đừng có nói với tôi là nhìn vật nhớ người nha. Ta về phòng đây. Thứ tiện nhân này, Lương Chính Nghiêu đã đi rồi mà mẹ còn nhớ tới hắn. Mẹ làm sao ăn nói với cha tôi, với Tống gia nhà tôi? Con buông tay ra đi Tử Tướng. Nếu như mẹ thích lăng loàn tới vậy, tôi sẽ cắt tóc mẹ luôn, coi thử mẹ làm sao mà lăng loàn được nữa. Con buông tôi ra Tử Tướng. Buông tôi ra. À, trời ơi, con điên rồi hả Tử Tướng? Đừng mà, dừng tay lại đi. Đừng mà Tử Tuấn. Tử Tuấn, Tử Tuấn đừng mà. Bà cô, mở cửa. Gia Bích à, qua đây ăn miếng cháo đi. Hả? Gia Bích, sao vậy nè? Hả? Muội đừng có ngốc như vậy mà. Tỷ biết lần này Tử Tuấn nó rất là quá đáng. Tỷ cũng đã khuyên nó rồi, nhưng tiếc là nó không chịu nghe tỷ. Con biết con là người của Tống gia. Trước giờ con chưa bao giờ dám mơ ước có kết quả gì với Chính Nghiêu. Thậm chí bây giờ Tử Tuấn đã đuổi Chính Nghiêu đi khỏi Tống gia, không cho chúng con được gặp nhau, con cũng không nói gì cả. Nhưng mà hiện giờ ra nông nỗi này, con sống không bằng chết. Con hãy cho con làm ma nhà họ Tống đi có được không? Gia Bích à, tỷ biết bao nhiêu năm nay đã làm khó muội, nhưng mà tỷ không muốn nhìn thấy muội tự giày vò bản thân mình như vậy. Để tỷ giúp muội. Tam phu nhân muốn cắt mạch máu tự sát nè. Bà cô, cậu mau tìm người tới giúp một tay đi. Dạ dạ. Gia Bích à, mau chạy đi. Tỷ chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Tóm lại muội đi càng xa càng tốt, sau này đừng quay trở lại nữa. Con đa tạ cô. Cô cũng phải tự bảo trọng nha. Tỷ biết rồi, muội mau đi theo cửa sau, nhanh lên đi. Cái gì? Ta mẫu tự sát hả? Ờ cô à. À, Tử Tuấn à, bây giờ con đừng vào đó. Tâm trạng của Tam Mẫu con đang rất kích động, không có muốn gặp ai hết. Như vậy càng phải vô coi mẹ ra sao nữa. Không được, con không được vào. Tại sao con lại không thể vào chứ? Tử Tuấn, lý nào là vậy? Con thông đồng thả người đàn bà đó đi rồi sao? Đừng mà, đừng mà, tha cho nó đi Tử Tuấn. Tử Tuấn à, tiện nhân đã không giữ phu đạo, con bảo vệ danh dự của Tống gia thôi, con đã làm sai chỗ nào? Con sai chỗ nào à? Con đã sai càng sai. Con không niệm tình thân. Căn nhà này vốn dĩ có Chính Nghiêu, Gia Bích và Tử Trần nữa, cả nhà chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ Chính Nghiêu bị con đuổi đi, Tử Trần lại không chịu quay về nữa, tới Gia Bích mà con cũng không chịu buông tha. Có phải con muốn chỉ còn lại một mình con, nhà tan người mất, lúc đó con mới vừa lòng hay sao? Cho tất cả mọi người tới cho ta, cho dù phải lật tung cả cửu giang này lên, cũng phải tìm cho ra á tiên nhân đó. Đừng mà. Dạ. Đừng mà. Hai người tìm bên này, còn hai người tìm bên kia, mau lên. Dạ. Người làm gì vậy? Người đàn bà đó đâu? Người đàn bà nào? Ta nói Đinh Gia Bích, giao ả ra đây. Tống phu nhân, chúng tôi lâu rồi không gặp bà ấy, tại sao tự nhiên tới đây đòi người chứ? Đồ thần kinh,
Cậu còn không đi tôi sẽ báo quan nói cậu tùy ý xâm phạm nhà dân đó. À, đàn bà đó nhất định là ở đây, lục soát cho ta. Nhất định phải lục soát tới khi tìm được mới được. Nè, nè, đừng có làm càn nha. Làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Dừng tay, dừng tay lại đi. Không có gì thiếu gia. Dừng tay. Mẹ, mẹ, các cậu làm gì vậy hả? Đám chó điên này nói chúng ta cất giấu Tống phu nhân đó. Tống Tử Tuấn, đây là chỗ của Lương gia chúng tôi. Chúng tôi không có giấu người của cậu, cũng không tới lượt cậu tới đây gây rối. Các cậu mau đi hết cho tôi đi. Tôi thích soát thì soát, thích tìm thì tìm, thím làm gì được tôi đây? Ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm hay sao? Năm xưa nếu như cha tôi không cho các người tiền giúp các người vượt qua khó khăn, các người có ổ chó này mà ở không? Còn nữa, cả căn tụ hữu phường cũng là của tôi cho con trai thím. Lúc trước Lương Chính Nghiêu và Á Tiện Nhân đó đã có chuyện với nhau, cũng là tôi tha cho bọn chúng con đường sống, để cho hắn có thể trở về đoàn tụ một nhà với các người. Tống Tử Tuấn tôi có thể nói là đại ân nhân của nhà họ Lương rồi. Đừng nói là soát, tôi phá bỏ chỗ này chứ được nữa. Hả? Trời, tôi không phải là con trai của thím. Đừng nghĩ thím là mẹ của tôi. Mẹ của tôi đã trả cho thím rồi, tôi không còn nợ thím gì nữa, mà là thím nợ tôi đó. À, tiện nhân nó không có ở đây, nhất định là ở đoàn viên cương, mau qua đó tìm. Này này này, cái người kém người đâu tới đây làm gì vậy? Nhi ca, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đình Gia Bích đang ở đâu? Giao á đàn bà đó ra. Tam mẫu chẳng phải ở nhà sao? Sao cô lại tới đây tìm tam mẫu? Muội còn làm bộ không biết nữa. Á đàn bà đó không có nơi nào để trốn, á nhất định trốn ở đây. Tống Tử Tuấn, mẹ, cậu đúng là quá đáng lắm rồi. Cậu phá gia đình tôi, bây giờ lại tới đây làm loạn nữa. Cái gì? Hắn đó, ngay cả bà dì của cha và nội cũng quăng xuống đất. Ngươi có lầm không vậy? Đừng nghĩ rằng ngươi đông người thì bọn ta sợ ngươi nha. Tử Trừng, nếu muội không giao á đàn bà đó ra đây, đừng trách huynh không nể tình huynh muội. Ngay cả đoàn viên cư này huynh cũng sẽ sáng bằng đó. Từ lâu huynh đã không nghĩ tới tình thân rồi. Tam mẫu đã làm sai chuyện gì mà huynh hết bắt rồi nhốt chứ? À, ta không giữ phụ đạo. Ôi trời ơi, nếu như tam phu nhân làm sai chuyện gì thì cậu phải luận tội cô ấy tại tự đường, chứ không nên tới lường gia chúng tôi làm loạn. Các người tưởng làm vậy có thể bao che cho ả sao? Hôm nay tôi nhất định phải tìm cho ra ả, soát cho ta. Dạ. Nghe, không được soát. Muội cho huynh biết, tam mẫu vốn không có ở đây. Nếu huynh còn tiếp tục làm loạn ở đây nữa, có phải huynh muốn tất cả mọi người dùng cửa gian này để biết chuyện nhà họ Tống hay không vậy? Nếu như là phải, muội không sợ cùng huynh tự làm xấu mình đâu. Muội, tôi cho cậu biết, nếu cậu còn muốn giữ chút thể diện cho nhà họ Tống, tôi khuyên cậu và người của cậu lập tức đi đi.